mình chưa xương hỏng một chút là cái lớp xương nâng cao thì theo cái nghiệm của anh chị có nghĩa là gì ạ? Lớp trưởng một cái mắt của con cái thứ hai nữa hiểu cho chính xác hai tử lưu và thai sản
vậy thì cái câu chuyện của chúng ta chính là câu chuyện gì? Chúng ta phải đưa ra được cách thức mô tả như thế nào, chúng ta phải đồng thuận với nhau về cái nội dung, và thậm chí bây giờ đang phải làm những việc gì, chúng ta đồng thuận với nhau về ngôn từ. Làm sao để một cái từ ra trong Nam ngoài Bắc, Tây ta miền xuôi được đều hiểu rằng anh đang nói cái gì? Bởi vì chúng ta là những người làm xuân, có nghĩa là chúng ta phục vụ lâm sàng. Phục vụ lâm sàng thì chúng ta phải nói cho họ hiểu chúng ta đang nói cái gì. Chứ còn nếu như chúng ta nói xong họ cũng lại không hiểu cái chuyện, ví dụ như là cái chữ các bác không, không nghĩa là gì, tôi không cần chuyện đến đâu nhé, mà các bác phải hiểu cái này. Thế nhưng lâm sàng người ta đã không rõ, hay nói chính xác hơn là bệnh nhân không rõ, mà cứ nói là các bác đã hiểu, có nghĩa là kết luận của tôi là con chết, có nghĩa là tôi thế này là tôi cái câu chuyện. À, đây cũng là một cái thứ mà chúng ta vừa bảo vệ mình, nhưng vừa đồng thời chúng ta đưa ra được những giá trị của xương giúp việc giúp ích. Vì vậy cho nên tôi nói rằng là lớp siêu âm nâng cao hay còn gọi là trình độ nâng cao, có nghĩa là chúng ta phát hiện ra cái gì, tư vấn cái gì, chúng ta làm cách nào để chúng ta phát hiện ra cái cách thứ nhất và chúng ta đồng thuận với nhau. Vậy là đó là lớp siêu âm nâng cao của chúng ta có 4 mục tiêu. Thế bây giờ mục tiêu này là mục tiêu chung cho cả lớp, còn mục tiêu cụ thể cho các anh chị là cái gì? Khi các anh chị học cơ bản có nghĩa là biết một số thứ có kiến thức cơ bản, nhưng khi anh chị về làm thì cái cơ sở của anh chị sẽ có một cái nhu cầu rất cụ thể. Tôi muốn là anh đi sâu với cái này, anh đi sâu với cái kia thôi. Ví dụ như ở đây có bạn nào làm ở khoa sản, vâng, thế thì cái khoa sản người ta sẽ yêu cầu các bạn đánh giá chắc chắn. Thank you.